Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến chú chàng một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến chú chàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu đúc theo kiểu tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng tây, phố chính hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với ban công vuông, lan can thì được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp và phía ngoài được anh chị nhà ốp cho mình với những cái mảng nhựa trang trí rất là đẹp, cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và là căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt, một con hẻm thông, thuận tiện cho quý nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán, và chỉ với giá 6 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên một con hẻm thông, một con hẻm rộng lên đến 6m, xe hơi xe tải để di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là con đường ở phía trước của căn nhà và với căn nhà đang có hướng là hướng tây, phố khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với khách hàng. Thì căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu đồng bộ. Khu này thì bên trong mình cũng đang có một số căn nhà cũng đang được rao bán và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại khu trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp này, ngay ngã tư gần với lại ngã tư Lê Đức Thọ và Phạm Văn Chiêu, thông với lại ngã tư Lê Đức Thọ và Thống Nhất. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với chàng về một căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền đáo hạn ngân hàng cuối năm, cho nên anh chị giảm ngay 1 tỷ đồng thì căn nhà này bây giờ chỉ còn lại là 6 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt cắt CNC rất là đẹp để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy, và di chuyển vào bên trong mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với tầng lửng ngược, phía ngoài mình để xe hơi cũng như xe gắn máy, và được các chủ nhà đóng cho mình có một thêm một cái tủ ở phía ngoài để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng khách ở phía sau căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế phòng bếp, anh chị đã di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà rồi, thế nên khu vực ở dưới tầng trệt chỉ là phòng khách và
khu vực để xe hơi cũng như xe gắn máy thôi. Và mình có một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực gara để xe hơi của căn nhà. Và bên trong không gian phòng khách thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa đã được anh chị nhà đóng sẵn để tặng kèm. Và mình có kệ để tivi cũng như tủ rượu và những cái mảng cây xanh trang trí vào bên trong căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt cũng như căn nhà được thiết kế theo kiểu tầng lấn ngược, rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt căn nhà. Với không gian phòng khách tầng trệt thì được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5 m, và mình có những cái mảng chỉ trang trí rất là đẹp, cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và với căn nhà khu vực ở dưới tầng trệt anh chị đổ bê tông thì gia đình mình có thể để xe hơi vào bên trong căn nhà, mình sẽ không sợ bị lún, rất là thoải mái. Và đặc biệt căn nhà mình thì ở phía trước mình có một cái mặt nhà thôi, cho nên là mình có thể để xe ở phía trước căn nhà rất là thoải mái. Và chỉ với giá 6 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý nhà hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón nhà hàng đi xem một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến 1 tỷ đồng này. Và đây là khu vực cầu thang căn nhà. Thì cầu thang căn nhà mình được thiết kế với bậc cầu thang rất là thấp, cũng như được anh chị nhà thiết kế có hệ thống đèn chiếu sáng để mình di chuyển lên trên lầu, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà được thiết kế tầng lửng ở phía trước, được anh chị nhà thiết kế cho mình có một cái phòng bếp, cho nên là được mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với một cái ban công ở phía trước này thì anh chị cũng đúc thêm cho mình 2 m để mình trồng cây cối ở phía trước căn nhà và mở cửa sổ ra bên ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Và đây là khu vực khoảng không gian để tủ lạnh cũng khá là rộng, được anh chị nhà thiết kế để mình có thể để được tất cả các loại tủ lạnh vào bên trong căn nhà. Với không gian phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà tặng kèm, cũng như tủ bếp kệ bếp căn nhà mình thì được là làm bằng chất liệu gỗ an cường với chất liệu màu trắng rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý nhà sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng, cũng như anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và căn nhà này thì rất là phù hợp để quý nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online, với một con hẻm một xẹt hẻm thông thông từ trục đường Lê Đức Thọ sang trục đường bờ kênh Bến Cát Tham Lương, một con hẻm một xẹt vào khu nhà lầu đồng bộ, rất là thuận tiện để quý hàng mua ở đầu tư và cho thuê. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng gỗ tự nhiên, và được anh chị nhà sơn cho mình với một cái tông màu nâu đen rất là đẹp. Và đi kèm bên trong là khu vực không gian phòng ngủ căn nhà, mình có giường tủ kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công để ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Với căn nhà đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, thì khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ xách cho vali về nhận nhà vào ở ngay thôi, mình không phải tốn tiền để sắm nội thất. Với nhà vệ sinh căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế khép kín, mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Bên trong mình có vách ngăn tấm kính, vòi sen thuyền, vòi sen tắm massage và hệ thống lavabo bàn cầu cao cấp, để chịu ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Thì quý hàng đang xem video nhưng đang quan tâm đến căn nhà giảm giá nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, quý hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem, cũng như để quý hàng sở hữu cho mình một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm, chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu thôi, mình đã sở hữu một căn nhà nằm trên một con hẻm thông, thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau cũng như nhà vệ sinh của phòng ngủ phía sau căn nhà. Bên trong thì đã được cái gì chủ nhà full nội thất tặng kèm rồi, rất là đẹp và rất là thoáng mát. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà, đến với không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Lê Đức Thọ và Phạm Văn Chiêu, cũng như gần với ngã tư Lê Đức Thọ và Thống Nhất, gần với chợ Xóm Mới. Thì rất là thuận tiện để khách hàng mua để ở và bán phòng công ty.
cũng như căn nhà mình nằm trên một con hẻm thông, một con hẻm một sẹt thuộc đường Lê Đức Thọ và thuận tiện đến hàng mua đầu tư và cho thuê cũng như kinh doanh buôn bán hàng online rất là tuyệt vời. Với một con hẻm một sẹt, hẻm xe hơi có thể di chuyển vào bên trong căn nhà rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Một con đường thông từ trục đường Lê Đức Thọ sang trục đường bờ kênh bến cát Tham Lương thuộc đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong, mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng. Với căn nhà vừa mới được xây dựng xong và đã có sổ hồng riêng ở giấy tờ pháp lý rõ ràng thì anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với căn nhà chỉ với giá hơn 6 tỷ thôi là quý nhà đã sở hữu một căn nhà mua, mình không phải tốn tiền để sắm nội thất, toàn bộ nội thất đã được anh chị nhà sắm sẵn đi tặng kèm. Và với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và là căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến 1 tỷ đồng. Căn nhà này thì cũng rơi vào thời điểm cuối năm 2022 rồi, cho nên là anh chị đang cần một số tiền để trả nợ ngân hàng cũng như để đáo hạn ngân hàng, cho nên là anh chị cần bán gấp và để một cái giá rất là mềm cho anh chị mua để ở và đầu tư cũng như mua cho thuê. Với căn nhà được thiết kế một trệt một lửng và ba lầu đúc theo kiểu tầng lửng ngược với mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà, thì mình sẽ có một cái khoảng sân rất là lớn ở phía trước rất là rộng để mình có thể là trồng cây vui chơi và hóng mát. Toàn bộ lan can phía trước căn nhà mình được làm bằng chất liệu sắt cắt CNC đúc mạ đồng rất là đẹp. Và đây là khu vực khoảng sân ở phía trước căn nhà. Và di chuyển ở khu vực phía sau thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng giặt ở phía sau căn nhà. Thì mình cũng có một cái khoảng sân rất là lớn được anh chị nhà lợp mái che chắn được kỹ càng để mình làm phòng giặt ở phía sau, cũng như khu vực này mình có thể là trồng cây. Và khu vực ở phía trước thì nếu gia đình mình có nhu cầu làm thêm phòng thờ, anh chị sẽ làm thêm với mình cái phòng thờ ở phía trước của căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.